Vâng, xin chào anh em. Và hiện tại thì như anh em cũng đã biết là ngoài Hà Nội và những cái khu vực miền Bắc ấy, là nó đang trong một cái mùa rất là khó chịu. Đấy là cái mùa xuân với một cái mức độ ẩm nó rất là cao, trời nồm ẩm, cũng như là mưa phùn giả rích rất là nhiều. Anh em phơi quần áo anh em sẽ thấy là nó rất là lâu khô. Với lại chúng ta đi ra đường thì cũng khó chịu vì cái độ nhếch nhác của nó. Cũng như là tiết nồm ẩm nó là kẻ thù số 1 của các cái thiết bị điện tử nói chung cũng như là cái máy chiếu nói riêng. Thì năm nào cũng vậy, vào cái thời điểm tháng đầu năm mùa xuân như thế này ở miền Bắc và như các cái khu vực Hà Nội thì nó sẽ rất hay nồm, và nồm kéo dài khoảng tầm vài tháng đến đầu mùa hè mới hết cơ. Và vài năm trước ấy, thì năm nào cũng vậy, cứ đến cái mùa này ấy, thì là một số các cái con máy chiếu thì nó như của bên mình ấy, thì nó sẽ bị những cái hiện tượng là bị nấm mốc ở trong cái phần thấu kính cũng như là cái phần mạch điện bên trong. Khi mà trời nồm nó quá nhiều mà chúng ta bảo quản không tốt thì nó cũng sẽ gây hư hại đến phần LCD bên trong này, phần chip DLP bên trong hay là những cái mạch điện bên trong. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài các cái mẹo để cho chúng ta có thể bảo quản thiết bị điện tử nói chung và máy chiếu nói riêng trong cái thời tiết nồm ẩm này nhá mọi người nhá. Cái thứ nhất đấy là nếu mà chúng ta sử dụng được thường xuyên thì chúng ta nên sử dụng thường xuyên các cái thiết bị này. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ấy, thì cái nhiệt lượng ở trong cái máy nó tỏa ra thì nó sẽ không gây hơi nước nó ứ đọng bên trong và nó sẽ lưu thông được rất là tốt. Thiết bị nó sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Thứ hai là nếu như mà chúng ta không có thời gian để sử dụng hoặc là chúng ta bận, chúng ta muốn cất nó đi ấy, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta vẫn sẽ bật máy lên để cho nó chạy khoảng tầm 5 đến 10 phút để máy nó nóng và nó thổi hết những cái hơi ẩm, những cái bên trong ra. Sau đấy thì chúng ta sẽ bọc máy bằng những cái lớp màng bọc ni lông như thế này. Đấy, bọc kín lại để cho tránh hơi nước nó xâm nhập vào bên trong. Và chúng ta sẽ cất máy vào trong những cái tủ kín hoặc là những cái thùng, cái hộp nó kín để bảo quản cho nó được tốt, không bị hơi nước nó xâm lấn vào bên trong. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta đặt máy thì chúng ta nên đặt cách cái mặt đất này, cách mặt sàn này ít nhất là khoảng 50cm và cách cái mặt tường ít nhất là khoảng 20cm để cho nó không bị cái hơi ẩm từ mặt sàn và mặt tường nó phả vào khi mà chúng ta đặt máy để sử dụng. Và cái thứ tư là trong cái mùa nồm ẩm này ấy, thì chúng ta thường hay nghĩ là mở cửa ra hay là bật quạt lên cho nó thoáng thì nó sẽ thoát hơi ẩm. Nhưng mà cái đấy là nó không được chính xác, mà chúng ta nên đóng cửa lại và bật điều hòa thì nó sẽ hạn chế được cái hơi ẩm bên ngoài nó vào. Và khi mà chúng ta bật điều hòa ở chế độ khô ấy, thì những cái hơi nước ở bên trong thì nó sẽ được làm khô đi và nó sẽ thoát ra bên ngoài. Và nếu mà chúng ta bảo quản trong cái phòng như vậy thì sẽ tránh được cái hiện tượng là ẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hy vọng một vài các cái chia sẻ nhỏ như vậy có thể giúp cho mọi người bảo quản các thiết bị điện tử cũng như là cái máy chiếu của mình trong cái mùa nồm ẩm này tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.